Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn trong xuống tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,70%, giao dịch quanh vùng giá 1.936,54 đô la Mỹ chiều một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.923,16 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.942,81 đô la Mỹ chiều một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 106,07 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 28.400 đô la Mỹ chiều Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, đứng ở mức 4,847% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng mạnh, giao dịch ở mức 87,07 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng thế giới lấy lại đà tăng khi mà bóng ma rủi ro địa chính trị ở Trung Đông vẫn hiện hữu, nhu cầu vàng của giới đầu tư để bảo toàn danh mục vẫn lớn. Cụ thể, thị trường đã đón nhận thông tin doanh số bán lẻ tại Mỹ đầy tích cực. Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,7% so với tháng 8, cao hơn mức dự báo là tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán lẻ này cũng đã tăng 3,75%, cao hơn nhiều mức tăng của tháng 8 là 2,83%. Doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới vẫn đang phục hồi tốt. Tăng trưởng GDP của Mỹ dự báo khả năng sẽ tăng 2,1% trong quý 3, cao hơn mức 2% của quý 2. Dù dữ liệu kinh tế tốt lên, song giá vàng vẫn không bị ảnh hưởng tiêu cực. Một số chuyên gia nhận định người dân Mỹ đang quá vay trên thẻ tín dụng để chi tiêu. Nếu việc chi tiêu trên thẻ quá nhiều sẽ khiến cho thanh khoản của người dân đối với hệ thống ngân hàng gặp khó khăn. Song, nguyên nhân chính để giá vàng tăng là những bất ổn gia tăng tại Trung Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17 tháng 10 đã cho biết khoảng 2.000 sĩ quan quân đội nước này đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Theo các nhà phân tích, xung đột giữa Israel và Hamas không chỉ đơn thuần là vấn đề khu vực, nó mang tiềm năng tác động sâu rộng đến toàn cầu. Khi mà căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, thì bóng ma về việc các quốc gia Ả Rập khác đứng về phía Palestine và nhiều nước phương Tây ủng hộ Israel ngày càng hiện rõ. Một kịch bản như vậy chắc chắn sẽ làm tăng rủi ro địa chính trị và thúc đẩy hơn nữa nhu cầu đối với các tài sản an toàn như vàng. Về triển vọng lãi suất thì các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Jerome Powell trong tuần này. Nhiều nhận định cho rằng chừng nào xung đột vẫn còn tồn tại ở khu vực Trung Đông và quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất vẫn không chắc chắn, thì vàng vẫn có thể duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ và tiếp tục quỹ đạo đi lên. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhận bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều duy trì trong xuống tăng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 69,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,27 triệu đồng trên lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 69,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 70,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 57,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 58,10 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 57,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 58,20 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căng hàng thương mại đến thời điểm chiều nay thì cũng không có thay đổi sau khi giảm nhẹ 8 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại mua vào phổ biến trong khoảng 24.290 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.660 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.540 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.640 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000, tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ.
STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000, tăng 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.950.000, bán ra 7.020.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.930.000, bán ra 7.020.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.945.000, bán ra 7.025.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.952.000, bán ra 7.018.000, tăng 19.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.965.000, bán ra 7.010.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.950.000, bán ra 7 triệu, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.880.000, bán ra 7.020.000. Ngân hàng TPBank mua vào 6.930.000, bán ra 7.020.000, tăng 5.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000, tăng 25.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 25.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.955.000, bán ra 7.027.000. SJC Huế mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000. STC Miền Tây mua vào 6.957.000, bán ra 7.030.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.955.000, bán ra 7.025.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.957.000, bán ra 7.030.000. STC Quy Nhơn vào 6.955.000, bán ra 7.027.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.953.000, bán ra 7.027.000. Cuối cùng là giá nhận được số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại tăng trong khoảng 125 đến 300.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 12.500 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận được số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.710.000, bán ra 5.810.000. Nhận được số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.710.000, bán ra 5.820.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.700.000, bán ra 5.780.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.602,8 nghìn, bán ra 5.722,8 nghìn. Vàng 18K mua vào 4.150,4 nghìn, bán ra 4.350,4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.185,1 nghìn, bán ra 3.385,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.225,5 nghìn, bán ra 2.425,5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.